Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC 14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chín con gà chết ngạt vì mất điện do mưa lũ ở Nghệ An được người dân giải cứu hết trong một ngày. Chia sẻ của khán giả Hồ Văn Ngọc có số điện thoại 0847 3 số cuối 885. Quảng Bình tiến hành di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao khỏi khu vực dưới núi ở thị trấn Quy Đạt. Phản ánh của khán giả Minh Phong có số điện thoại 0915 3 số cuối 108. Sau bão số 3, vẫn còn những hộ dân chưa thể trở về nhà vì nhà cửa bị đất đá vùi lấp và lo ngại lở đất có thể tái diễn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng có số điện thoại 0987 3 số cuối 874. Do mưa kéo dài nhiều ngày và thiếu máy gặt đập liên hợp nên nông dân Cần Thơ gặp khó khăn trong thu hoạch lúa thu đông. Phản ánh của khán giả Vũ Như Lê có số điện thoại 0938 3 số cuối 854. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, tháo dỡ, tiêu hủy hàng loạt dụng cụ săn bắt chim di cư. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Mưa lũ đã làm cho hơn một nửa số gà của một trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chết. Chủ trang trại đã phải kêu gọi người dân hỗ trợ giải cứu. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 23 tháng 9, 9.000 con gà bị chết ngạt do chập điện vì mưa lũ của hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy, xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân đã được người dân mua hết. Giá bán tại điểm tập kết là 40.000 đồng một con, vớt vát cho chủ trang trại khoảng 300 triệu đồng. Vào khoảng 5 giờ ngày 23 tháng 9, mưa lớn khiến khu trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Ngọc Huy bị ngập nước. Trong quá trình di chuyển gà đến khu chuồng trại dự phòng, trang trại gà bị chập điện. Chỉ trong vòng 10 phút mất điện, hệ thống thông gió ngừng hoạt động đã khiến cho 9.000 con gà bị chết ngạt. Số gà này dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ xuất chuồng, trọng lượng đạt 2,2 đến 2,5 kg một con. Sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố của trang trại nuôi gà kể trên, Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể địa phương vận động nhân dân mua hỗ trợ gia đình anh Huy. Nhiều hội nhóm mạng xã hội cũng được lập để thu gom, mua giải cứu số gà chết ngạt này. Được biết, trang trại của anh Huy nuôi gần 17.000 con gà thịt sắp đến ngày xuất chuồng. Sự cố về điện trong mưa lớn khiến người chủ trang trại này thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to. Để ứng phó với mưa lớn, huyện Minh Hóa đã di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao khỏi khu vực dưới núi ở thị trấn Quy Đạt. Đây là lần thứ 2 trong mùa mưa lũ năm nay, người dân thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phải di dời để tránh sạt lở. Trước đó, người dân nơi đây cũng phải di dời do ảnh hưởng từ mưa lớn của áp thấp nhiệt đới. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quy Hóa cũ, có 25 hộ với 60 nhân khẩu được di dời đến nơi ở tập trung. Các hộ dân được chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, giúp người dân yên tâm khi phải di dời. Lấy chính quyền từ cấp huyện cho đến cấp thị trấn họ rất quan tâm. Cán bộ lãnh đạo là trực tiếp là cử các cái tổ chức các ban ngành đến tuyên truyền vận động bà con là để về khu tập trung. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, khu vực có nguy cơ sạt lở và nơi sinh hoạt của những người dân phải di dời, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động nguồn lương thực, điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho người dân trong thời gian xảy ra mưa lũ. Thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các cái xã thị trấn, các cơ quan đơn vị chủ động trong cái quá trình ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là liên quan đến cái phần sạt lở. Chúng tôi cũng đã ra soát, xây dựng cái phương án cụ thể để tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn. tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có 34 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra. Trong đó có một số điểm có nguy cơ sạt lở núi cao. Để ứng phó với mưa lớn, 2 ngày vừa qua, huyện đã phải di dời hơn 58 hộ dân đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở núi. Trong đó thị trấn Quy Đạt 38 hộ, các hộ còn lại tại bản Rục, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sau cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vẫn còn ngổn ngang, đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân có nhà bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng đều tất bật dọn bùn đất, rác thải, sửa chữa nhà cửa và các vật dụng hư hại. Để có chỗ ở, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Trong số đó còn có quá nhiều người dân vẫn phải ăn nhờ ở tạm, chưa thể trở về ngôi nhà của mình với bao nỗi lo toan phía trước. Trong những ngày qua, gia đình anh Hà Tiến Dũng, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phải huy động người thân đến dọn dẹp, đưa hàng trăm mét khối đất ra ngoài. Mưa to liên tục đã làm một khối lượng lớn đất sạt từ trên đồi cao xuống, khiến tường nhà anh Dũng có những vết nứt kéo dài. Gia đình anh phải bỏ lại toàn bộ tài sản sang trú nhờ nhà hàng xóm. Nhưng điều anh Dũng lo lắng nhất là dù dọn xong đất sạt thì gia đình vẫn chưa thể về nhà, bởi nguy cơ sạt lở ta luy vẫn luôn đe dọa đến tính mạng. Bắt đầu từ sau cơn bão khoảng 1-2 ngày thì mới dám về nhà để dọn dẹp. Chỉ dám dọn dẹp thôi chứ cũng không dám ở. Bởi vì ở bây giờ là nó lại sập. Nên ra là cả cái dãy này là hầu như là không có ai là dám về nhà ở cả. Cách gia đình anh Dũng không xa là nhà chị Nguyễn Thị Nha Trang cũng đang trong tình trạng tương tự. Ban ngày chị trở về quét dọn và tối đến cả 5 thành viên trong gia đình lại phải chia nhau tá túc ở nhờ nhà người thân. Bởi cả gian bếp đã bị lấp kín bùn, đất, anh chị cũng không dám đưa những khối đất này ra khỏi nhà vì lo lắng đất từ trên đồi cao sẽ tiếp tục sạt xuống. Dọn thì cũng đã qua nhiều công đoạn dọn lắm rồi. Từ cái hôm mà có các chú bộ đội đến hỗ trợ trong khoảng độ tiếng rưỡi 2 tiếng buổi chiều ấy, thì sau đó nó lại tiếp tục mưa, lại dọn tiếp. Thì đến bây giờ như hôm nay là phải dọn đến 3 lần rồi đấy mới được như này. Còn đây là nơi anh Nguyễn Cao Cường, chị Nguyễn Cẩm Vân cùng 2 hộ nữa thuê để ở từ nhiều ngày nay. Nơi gia đình anh Cường sinh sống là xóm nhỏ với 20 hộ thuộc tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, được chính quyền địa phương yêu cầu di dời do đã bị sạt lở ta luy và tiếp tục nằm trong diện nguy cơ cao bởi đã xuất hiện những vết nứt to xé toạc cả khu đồi sau nhà dù bão đã qua. Bắt buộc phải ở lại cái ngôi nhà của chúng tôi, mặc dù chúng tôi biết là nó rất có thể xảy ra những cái nguy hiểm cho gia đình và vợ con và con cái. Nhưng mà lúc đấy chúng tôi cũng chưa tìm được nhà để mà di chuyển. Nhưng mà cũng rất là may mắn là sau một thời gian thì chúng tôi đã, mấy gia đình đã tìm được một ngôi nhà để gọi là chỗ đi ra đi vào cho các cháu với lại vợ con nó sinh hoạt. Ở đây bọn em đang ở là có 3 hộ gia đình ạ. Cô có làm tất cả 12 người, 6 trẻ con, rất là vất vả về chuyện là sinh hoạt. Thứ nhất là về điện nước. Ở đây thì điện nước thì nó không được đầy đủ, lúc mất lúc không có, lúc không. Rất là khổ. Bão số 3 đã làm gần 25.200 ngôi nhà bị thiệt hại do bão lũ gây ra, với 1.600 nhà bị sạt lở ta luy. Trên 190 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp, nhưng chưa có con số thống kê chính xác về số người phải đi ở nhờ, ở thuê. Họ đang phải gồng mình khắc phục bão lũ, sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Thế thì chính quyền cũng vận động là trong cái lúc mưa bão đến bây giờ, thế thì chính quyền cũng có vận động là nên là ra khỏi nhà ở tất cả các, từ dãy nhà các cô này vừa xong nói đấy, là không nên ở trong nhà. Mà thực ra nếu chính quyền không vận động thì các cô không ai dám chui vào. Hầu hết các hộ dân đang đi ở nhờ, ở thuê đều có chung một khát khao là được trở về ngôi nhà của mình sớm nhất. Nhưng trước diễn biến bất thường của thời tiết và hậu quả của cơn bão chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn đó rất nhiều những khối đất cao sau những ngôi nhà dưới chân ta luy. Chính quyền địa phương vẫn đang bị quá tải với việc giải quyết các vấn đề sau bão lũ. Hầu hết mọi sự quan tâm đang phải dành cho những việc khẩn cấp và những hộ dân có nhà trong vùng nguy cơ sạt lở cao vẫn rất mong sớm được trở về ngôi nhà của mình để tái thiết lại cuộc sống bình thường. Sau khi cơn bão lịch sử Yagi đi qua, nhiều ngư dân ven biển tỉnh Thái Bình đã quay trở lại với biển. Mỗi chuyến vươn khơi, đánh bắt dù sản lượng khai thác còn chưa ổn định, nhưng cũng phần nào giúp họ thêm thu nhập để mưu sinh, cải thiện cuộc sống. Sau cơn bão, các ngư dân ở ven biển Thái Bình kiểm tra lại tàu thuyền, ngư lưới cụ để tiếp tục ra khơi. Với ngư trường khai thác gần bờ, sau hơn một ngày đi biển, tàu thuyền về bến mang theo nhiều cá tôm. Dù sản lượng khai thác chưa nhiều, nhưng ngư dân vẫn kiên trì bám biển. Anh em tôi hành trình từ Tây Bình ra biển, chạy ra 3-40 lý đánh bắt không được, nó không được như ý. Sóng gió to hôm qua vào, nói chung thì bằng cẳng dầu mỡ thôi. Trước bão, ngư dân và các lực lượng ở địa phương đã tổ chức phòng chống kỹ càng. Thêm vào đó, do bão Ra Ghi không đổ bộ trực tiếp nên bà con cũng không bị thiệt hại nhiều. Sau bão, các dịch vụ hậu cần cũng đã sẵn sàng hỗ trợ cùng ngư dân. Sau bão thì bên huyện ủy rồi ủy ban tỉnh thì cũng chỉ đạo là các công ty là cũng đảm bảo đủ cái lượng dầu cho bà con vươn khơi bán biển tiếp sau bão. Sau tình hình cơn bão đi qua thì bà con dần dần ổn định rồi và đã bắt đầu đi thu mua, và công ty cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động trong mấy ngày qua. Thì lượng công ty thu mua mấy ngày vừa qua thì trung bình thì được khoảng 15 đến 20 tấn trong một ngày. Vào mùa mưa bão, hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Để đảm bảo an toàn cho người và tàu, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình khuyến cáo ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên giữ liên lạc, bật thiết bị giám sát để được các cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời khi gặp sự cố xảy ra. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bước vào thu hoạch lúa thu đông 2024, nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày và thiếu máy gặt đập liên hợp nên nông dân gặp khó khăn trong thu hoạch. Lúa chín không kịp thu hoạch bị gãy đổ, gây hao hụt và giảm năng suất. Tranh thủ trời không mưa nên 2 ha lúa của anh Đàm Văn Thiện mới được thương lái đưa máy gặt đập đến cắt lúa. Lẽ ra, trà lúa này phải được thu hoạch từ 5 ngày trước, nhưng vì mưa kéo dài, không có máy cắt nên lúa phải neo lại trên đồng đến hôm nay. Do ảnh hưởng từ mưa gió nên lúa bị cắt sót rất nhiều, làm sụt giảm khoảng 20% sản lượng. Đúng thời hạn thì lúa mình nó có năng suất nó đạt hơn, còn để lâu thì nó khô trên cây với lại nó đổ ngã, nó lên mọng này kia đồ. Đổ ngã rồi nó hao lúa, mình cắt nó không có đạt hết, nó còn cái tỷ lệ hao hụt mà đổ tháo. Trong khi đó, 11 công lúa của gia đình ông Đào Hạnh ở thị trấn Thới Lai cũng đã chín, nhưng 5 ngày nay đợi máy cắt mà vẫn chưa đến lượt. Thời tiết những ngày qua đều có mưa, nước ngập ruộng, lúa gãy đổ, nảy mầm. Gia đình ông phải bơm tiêu nước mỗi ngày để chờ máy gặt. Nó hẹn cho mình cắt bữa 16, 15 gì đó, là tới ngày cắt rồi, tới giờ chưa có máy nữa nè. Ảnh hưởng mình với mưa gió nó sụp ngã, lúa chín quá trời chín nữa nè. Bà con cho biết, việc thu hoạch và tiêu thụ lúa phải phụ thuộc vào thương lái. Họ kết nối với các chủ máy gặt đập liên hợp để quyết định ngày thu mua và cắt lúa. Tuy nhiên, thời điểm này, lượng máy gặt không nhiều, khiến một số nơi không kịp thu hoạch, nông dân lo lắng từng ngày. Thì lo lên mỏng thôi, nó hao hụt nhiều mình phải lo. Tốn chi phí bơm nước, rút nước nhiều lắm. Chứ thu hoạch lên rồi là tính lại là dân không có lợi nhuận bao nhiêu hết. Vụ thu đông 2024, thành phố Cần Thơ gieo trồng được hơn 68.520 ha lúa, cao hơn 290 ha so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, hiện có hơn 1.600 ha lúa đã được thu hoạch, năng suất ước đạt 5,3 đến 5,4 tấn một ha. Vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 24 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận một thi thể trên tàu cá BV 99778 TS bị chìm trên vùng biển Côn Đảo, được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải, khu vực 3 đưa vào bờ an toàn. Trước đó vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, Đồn biên phòng Côn Đảo, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu nhận tin báo về việc tàu cá BV 99778 TS do ông Phạm Văn Tốt, chú tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, cùng 13 thuyền viên trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng đông nam thì bị tàu hàng nghi là tàu nước ngoài đâm chìm, khiến tất cả thuyền viên trên tàu cá bị trôi nổi trên biển. Lúc này trên tàu cá đang chứa khoảng 20.000 lít dầu DO. Đến khoảng 20 giờ 30 phút của ngày 19 tháng 9, hai tàu cá BV 98259TS và BV 99359TS của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh bắt trên biển gần đó đã kịp thời cứu vớt thành công 12 thuyền viên trên tàu cá BV 99778TS bị chìm và đưa về bờ bàn giao cho đồn biên phòng Côn Đảo theo quy định. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng Côn Đảo phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo tiến hành chăm sóc sức khỏe và sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên bị nạn. Trong đó, một thuyền viên bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái được đưa vào cấp cứu. Tại hiện trường, hai tàu cá BV 98259TS và BV 99359TS cùng một tàu vận tải khác đang hỗ trợ tìm kiếm hai thuyền viên bị nạn đang mất tích trên biển. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm 3 đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các phương án để tìm kiếm hai thuyền viên còn mất tích tại hiện trường. Vào lúc 9 giờ 53 phút ngày 22 tháng 9, tàu CSB 2011 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện một thi thể đang trôi dạt tại vị trí có tọa độ 8 độ 36 phút Bắc, 107 độ 7 phút Đông. Tàu CSB 2011 đã phối hợp tổ chức vớt thi thể nạn nhân đưa lên tàu SR413 lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày 22 tháng 9 để bảo quản. Lực lượng cứu nạn tại hiện trường tiếp tục tổ chức tìm kiếm một thuyền viên bị nạn của tàu BV 99778TS. Đến 17 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2024, theo nguyện vọng của gia đình và được sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, tàu SR413 đã rời hiện trường và đưa một thi thể đã vớt được về Vũng Tàu để bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 24 tháng 9 năm 2024. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể thuyền viên cho đại diện chủ tàu cá BV 99778TS và người thân để làm các thủ tục theo quy định. Hiện lực lượng cứu nạn tiếp tục duy trì phát báo nạn, huy động các phương tiện đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại. Hiện nay, tình trạng săn bắt chim di cư trong mùa mưa bão ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh diễn ra phổ biến, nhất là tại các địa phương vùng ven biển. Thực trạng này đã gây nên những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tận diệt các loài chim hoang dã. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng ở các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra tại các địa bàn thường xảy ra bắt chim trời trái phép, đặc biệt là ở các xã vùng đồng bằng, vùng trũng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ và xử lý hàng trăm chim mồi sống, chim mồi giả, tháo giữa các lều lán dùng để ấn nấp và đánh bắt chim trời trái phép. Cùng với việc kiểm tra, xử lý, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không đánh bắt, tiêu thụ động vật hoang dã, chim trời trái phép. Thời gian tới, các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt chim trời trái phép, bảo vệ môi trường sinh thái. Đợt ra quân tuyên truyền ngăn chặn săn bắt chim di cư mùa mưa bão được lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chỉ thị số 29 và chỉ thị số 4 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã và di cư tại Việt Nam. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Mưa lũ đã làm cho hơn một nửa số gà của một trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chết. Chủ trang trại đã phải kêu gọi người dân hỗ trợ giải cứu. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, 9.000 con gà bị chết ngạt do chập điện vì mưa lũ của hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy, xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân đã được người dân mua hết. Giá bán tại điểm tập trung là 40.000 đồng một con, vớt vát cho chủ trang trại khoảng 300 triệu đồng. Chia sẻ của khán giả Hồ Văn Ngọc có số điện thoại 0847 3 số cuối 885. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to. Tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có 34 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra. Trong đó, có một số điểm có nguy cơ sạt lở núi cao. Để ứng phó với mưa lớn, 2 ngày vừa qua, huyện đã phải di rời hơn 58 hộ dân đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở núi. trong đó thị trấn Quy Đạt 38 hộ, các hộ còn lại tại bản Rục, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phản ánh của khán giả Minh Phong có số điện thoại 0915 3 số cuối 108. Sau cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vẫn còn ngổn ngang, đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân có nhà bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng đều tất bật dọn bùn đất, rác thải, sửa chữa nhà cửa và các vật dụng hư hại để có chỗ ở. Mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Trong số đó, có quá nhiều người dân phải ăn nhờ ở tạm, chưa thể trở về ngôi nhà của mình với bao nỗi lo toan phía trước. Hầu hết các hộ dân đang đi ở nhờ, ở thuê đều có chung một khát khao là được trở về ngôi nhà của mình sớm nhất. Nhưng trước diễn biến thất thường của thời tiết và hậu quả của cơn bão chưa giải quyết triệt để, vẫn còn đó rất nhiều những khối đất cao sau những ngôi nhà dưới chân ta luy. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng có số điện thoại 0987 3 số cuối 874. Mỗi chuyến vươn khơi đánh bắt, dù sản lượng khai thác còn chưa ổn định, nhưng cũng phần nào giúp họ có thêm thu nhập để mưu sinh, cải thiện cuộc sống. Vào mùa mưa bão, hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn do sóng to, gió lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và tàu, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình khuyến cáo ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên giữ liên lạc, bật thiết bị giám sát để được các cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời khi gặp sự cố xảy ra. Phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Anh có số điện thoại 0875 3 số cuối 125. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bước vào thu hoạch lúa thu đông 2024, nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày và thiếu máy gặt đập liên hợp nên nông dân gặp khó khăn trong thu hoạch. Lúa chín không kịp thu hoạch, bị gãy đổ, gây hao hụt và giảm năng suất. Vụ thu đông 2024, thành phố Cần Thơ gieo trồng được hơn 68.520 ha lúa, cao hơn 290 ha so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, hiện có hơn 1.600 ha lúa đã được thu hoạch, năng suất ước đạt 5,3 đến 5,4 tấn một ha. Phản ánh của khán giả Vũ Như Lê có số điện thoại 0938 3 số cuối 854. Vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 24 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận một thi thể trên tàu cá BV 99778TS bị chìm trên vùng biển Côn Đảo, được tàu SAR-413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ an toàn. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể thuyền viên cho đại diện chủ tàu cá BV 99778TS và người thân để làm các thủ tục theo quy định. Hiện lực lượng cứu nạn tiếp tục duy trì phát báo nạn, huy động các phương tiện đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại. Phản ánh của khán giả Quang Anh có số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocninhkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.